À, cảm ơn Thành đã hỗ trợ cho cái chương trình sáng ngày hôm nay ha. Thì cả nhà ơi, mình có thể là gửi những bông hoa, những cây cành để gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình, cũng như là cảm ơn anh Hòa đã mở Zoom sáng ngày hôm nay cho chúng ta ha. Rồi, rất là cảm ơn cả nhà. Hôm nay là sáng, mặc dù là sáng 50 em, nhưng mà mình thấy là trong phòng Zoom chúng ta có hơn 100 anh chị em ạ. Tức là chúng ta rất là quan tâm đến cái sản phẩm của bên Cuchen đúng không ạ? Thì Như cũng xin tự giới thiệu, mình tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Quỳnh Như. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Mình hiện tại mình cũng đã tham gia rugby được hơn 1 năm, và cái cũng được một cái cấp bậc đó là coach 3 sao, được cũng được 5 tháng ạ. Thì ngày hôm nay thì mình rất là vinh dự được được ban tổ chức chương trình giao cho nhiệm vụ làm MC cho chương trình của bên sản phẩm Kuchen. Thì chúng ta cũng biết được là trên kệ Rappi hiện tại là có gần 3.000 sản phẩm rồi đúng không ạ? Thì nhưng mà trong đó thì cái sản phẩm gia dụng của Kuchen thì không bao giờ là hết hot đúng không ạ? Chúng ta biết là hầu như là nhà nào cũng có nhu cầu về hàng gia dụng, và đối với sản phẩm Kuchen thì đây là những cái sản phẩm thương hiệu Đức và là hàng cao cấp chính hãng. Chúng ta thấy là thị trường rất cực kỳ là tiềm năng đúng không cả nhà? Chúng ta thấy là phòng Zoom mà hơn 100 anh chị em thì biết là cái sức hot của Kuchen như thế nào ạ? Thì không biết là trong phòng Zoom ngày hôm nay thì có anh chị nào là người mới, chưa hoàn toàn chưa có biết gì về sản phẩm của bên Kuchen không ạ? Nếu có thì chúng ta comment là số 1 đúng không ạ? Có chị Linh Trần đúng không ạ? Còn ai mà chúng ta chưa, đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia Zoom của bên Kuchen ạ? Anh Trần Văn Tuấn. Rồi còn ai nữa không ạ? Tức là bây giờ tức là chúng ta hầu hết là những người đã biết về sản phẩm Kuchen ạ. Thì không biết là anh chị em có ai đã xài qua những đã dùng qua những cái sản phẩm của Kuchen chưa? Nếu có thì chúng ta comment số 2 được không ạ? Là những người mà ít chưa biết về Kuchen thì ít hơn là số người mà đã biết về Kuchen và đã trải nghiệm sản phẩm của Kuchen rồi đúng không ạ? Chúng ta thấy là trên kệ hàng của Rappi có rất là nhiều sản phẩm của Kuchen, ví dụ như là bếp điện từ nè, nồi chiên không dầu, rồi robot hút bụi, rồi máy 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 giặt, rồi máy rửa chén nè, máy ép chậm ha. Rất rất là nhiều. Chị Vũ Thị Thúy nói là chị tham gia lần đầu tiên nhưng mà bán được 4 cái nồi chiên không dầu. Quá tuyệt vời ha chị. Chúc mừng chị Thúy ha. Thì hôm nay thì là cái buổi Zoom mà chúng ta sẽ được ngồi lại cùng với nhà cung cấp Kuchen để chúng ta hiểu rõ hơn về cái tầm nhìn chiến lược của sản phẩm Kuchen trong năm nay cũng như là những năm sắp tới, để chúng ta, những anh chị em đại lý của Rugby có thêm cái sự lựa chọn và có niềm tin vững chắc hơn trong cái việc mà chúng ta chọn cái sản phẩm Kuchen để kinh doanh ha, để đồng hành. Thì không để mất thời gian của anh chị, thì chúng ta thì Như rất là vinh dự được mời một cái người anh ở bên BDB Kuchen sẽ lên đây giới thiệu cho chúng ta về tầm nhìn chiến lược kinh doanh của Kuchen trong thời gian tới. Xin kính mời anh Quang Minh ạ. Không biết là anh Quang Minh mình đã có ở trong phòng Zoom chưa? Chào tất cả mọi người và rất vinh dự khi có mặt cùng với mọi người ở đây. Thì ngày hôm nay thì Quang Minh xin phép sẽ gửi tới cho mọi người những giới thiệu về công ty trách nhiệm Kuchen Việt Nam cũng như là sản phẩm Kuchen nó như thế nào. Thì đầu tiên thì gửi lời chào tới tất cả các anh chị em đã có mặt ở trong phòng Zoom ngày hôm nay. Và bây giờ thì Quang Minh xin phép mời mọi người chúng ta hãy cùng xem những video rồi giới thiệu về Kuchen.
Nhà tài trợ vàng Kuchen là một trong những đối tác đang đồng hành cùng 90 ngày tác chiến năm 2022. Kuchen là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về các thiết bị nhà bếp cao cấp. Các lĩnh vực kinh doanh của Kuchen trải rộng từ các thiết bị nhà bếp cao cấp chuyên dụng đến các thiết bị điện tử thông minh và phụ kiện tiện ích, thiết bị chăm sóc sức khỏe. Các nhà máy sản xuất hiện đại nhất của Kuchen được đặt ở những quốc gia công nghiệp tiên tiến nhất thế giới như Italia, Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn được tích lũy qua nhiều dự án, những giải pháp thông minh dành cho nhà ở và dự án của Kuchen đã nhận được sự tín nhiệm của nhiều kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhà thầu và nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới. Kuchen hiện là nhà cung cấp giải pháp đáng tin cậy đối với các chuyên gia hoạt động ở các lĩnh vực nội thất, kiến trúc và bất động sản. Các sản phẩm nổi bật của Kuchen phải kể đến. Bếp điện từ dòng Luxury không chỉ thông minh, nhiều chức năng nấu nướng mà còn được thiết kế bởi những kỹ sư hàng không và sử dụng những loại vật liệu đắt tiền nhất như phủ kim cương lên bề mặt, mạ vàng, giúp ngôi nhà sang trọng và mặt bếp luôn sáng bóng như mới, tận hưởng hương vị thơm ngon của món ăn mà không lo về mùi khó chịu. Máy rửa chén Kuchen không chỉ giúp chén đĩa sạch bóng mà còn tiết kiệm nước và năng lượng cho gia đình bạn. Hệ thống sấy độc quyền siêu khô, ba ngăn rửa giúp rửa được nhiều hơn và có ngăn riêng rửa đũa, thìa. Máy giặt inverter tiết kiệm năng lượng, vận hành êm ái, diệt vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng, tự sấy khô, hạn chế nếp nhăn và giặt sạch ngay ở nhiệt độ thấp. Nồi chiên không dầu Kuchen sở hữu thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn sang trọng. Vỏ inox hiện đại, phù hợp với bất kỳ không gian căn bếp nào. Cửa sổ sản phẩm là bằng kính cường lực, bền và an toàn khi sử dụng, có thể nhìn xuyên thấu vào trong thực phẩm. Bên cạnh đó, bảng điều khiển cảm ứng hiện đại, dễ dàng sử dụng. Bạn có thể tùy chỉnh thời gian và nhiệt độ cho phù hợp với từng món ăn khác nhau, 10 chương trình nấu ăn định sẵn và có thể tùy chỉnh thời gian nhiệt độ không giới hạn. Bảng nâng cấp đánh giá cho năm 2022, nắp kính có thể tháo rời, cửa trước có thể tháo rời. Lưới chống bắn bảo vệ sợi đốt có thể tháo rời, giúp model mới 2022 dễ dàng vệ sinh, nâng cấp bản lề mới chắc chắn hơn. Bàn chải đánh răng sóng âm, sử dụng công nghệ sóng âm Sonic, nhẹ nhàng làm sạch răng tối ưu, được các chuyên gia nha sĩ hàng đầu khuyên dùng, đồng thời trang bị nhiều tính năng mới hiện đại đánh bay các mảng bám cứng đầu, giúp răng trắng sáng, hơi thở không mát, ngăn ngừa các bệnh về răng miệng hiệu quả hơn 10 lần so với các loại bàn chải thông thường. Bộ nồi chảo chống dính được làm từ nhôm cao cấp với khả năng truyền nhiệt nhanh, hạn chế mất nhiệt trong quá trình nấu, tránh tình trạng nóng lạnh cục bộ sinh ra chỗ cháy chỗ sống, giúp món ăn không bị vón hoặc cháy cục bộ gây biến chất và tạo độc ở nhiệt độ cao. Máy ép chậm Kuchen nhập khẩu 100% Hàn Quốc, nút điều khiển xoay linh hoạt, thay đựng bã tách rời tiện dụng, tốc độ xoay 43 vòng trên phút, khoang chứa nước ép 500ml, hai lưới lọc để phù hợp ép các nguyên liệu khác nhau, khoang ép trái cây thiết kế thẳng đứng, động cơ AC giảm tiếng ồn, chống rung, dễ dàng lắp đặt và tháo. Robot hút bụi lau nhà của Kuchen mang đến hiệu suất làm sạch tối đa với sự kết hợp hệ thống quét hút hiệu năng cao với chế độ mắt cộng và hệ thống lau tiên tiến có thể điều chỉnh độ ẩm khăn lau để phù hợp với từng nhu cầu làm sạch khác nhau. Thời gian làm sạch tối đa 150 phút, pin cao cấp chống chai pin. Có thể kết nối với các thiết bị thông minh, bạn có thể dễ dàng lên lịch thời gian dọn dẹp và thiết lập các chế độ làm sạch, theo dõi tình trạng làm sạch và tận hưởng mọi tiện ích của việc dọn dẹp hoàn toàn tự động. Ngoài ra, robot còn tự động sạc pin, phát hiện chướng ngại vật, cảm biến chống rơi giúp robot luôn di chuyển an toàn quanh nhà để làm sạch quanh cầu thang mà không sợ bị rơi xuống, vượt vật cản lên đến 2cm. Với các dòng robot hút bụi lau nhà của Kuchen, bạn hoàn toàn yên tâm về việc lau dọn sàn nhà, xử lý tốt nhiều loại bụi rác, các ngóc ngách vết bẩn sơ cấp, đặc biệt là tóc và lông thú. Kuchen tự hào mang đến các giải pháp thông minh dành cho người tiêu dùng. Tháng 1 năm 2018, với mong muốn mang tới cho người dùng Việt Nam những sản phẩm gia dụng cao cấp và tiện ích, Kuchen Việt Nam chính thức gia nhập thị trường gia dụng tại Việt Nam. Năm 2018, Kuchen gia nhập thị trường Việt Nam với các sản phẩm nhà bếp cao cấp, máy hút mùi, lò nướng, máy rửa chén, bếp điện từ là những sản phẩm gia dụng tiện nghi cùng không gian bếp trong mơ. Tiếp nối thành công, 2021, Kuchen ra mắt các sản phẩm hỗ trợ cho cuộc sống tiện ích. Nồi chiên không dầu, robot hút bụi, máy giặt sấy, máy sấy heat pump. Năm 2022, sản phẩm máy ép chậm, máy sữa hạt cao cấp như một làn gió mới khơi dậy xu thế sống xanh, uống sạch và an toàn sức khỏe.
khởi đầu từ sự chuyên tâm, cùng mong muốn kiến tạo những giá trị sống khác biệt, xây dựng hệ sinh thái gia dụng cao cấp, mang đến những bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh. Nối tiếp sự thành công và phát triển, Kuchen mang tới khách hàng những sản phẩm cao cấp và bảo hành lâu dài. Các sản phẩm của Kuchen đã được khách hàng công nhận và trở thành top of mind như nồi chiên không dầu, máy ép chậm, máy sữa hạt, nồi cơm cao tần. Ngày 19 tháng 12 năm 2021, Kuchen Việt Nam nhận giải thưởng top 50 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam năm 2021. Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Kuchen Việt Nam nhận giải thưởng top 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2022. Ngày 24 tháng 9 năm 2022, Kuchen Việt Nam nhận giải thưởng top 50 thương hiệu phát triển châu Á 2022. Không dừng lại ở đó, Kuchen sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để mang lại sự tiện nghi và sức khỏe tới khách hàng thông qua các sản phẩm tiện ích của Kuchen. Và vừa rồi là những video giới thiệu về công ty trách nhiệm Kuchen Việt Nam cũng như là 5 năm phát triển của công ty. Thì những video này thì đều có ở trên YouTube, chúng ta có thể dễ dàng lấy ở trên kênh YouTube chính thức của Kuchen. Thì để hiểu rõ hơn của Kuchen thì cô Minh xin phép mời mọi người sẽ theo dõi trong slide sau đây để giới thiệu về công ty trách nhiệm Kuchen Việt Nam. Thì về giới thiệu về công ty thì các sản phẩm của chúng ta sẽ được đặt hàng bởi KU Kuchen Electronics là công ty có trụ sở tại Đức và là công ty chủ quản về quản lý về các cái chất lượng cũng như là tiêu chuẩn để đặt hàng sản xuất cho chúng ta. Và Kuchen Việt Nam là công ty phân phối độc quyền sản phẩm của Kuchen, KU Kuchen Electronics tại Việt Nam. Và các nhà máy sản xuất hiện đại nhất cho sản xuất cho Kuchen ở các quốc gia công nghiệp lớn tiên tiến như là Italia, Đức, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và rất nhiều quốc gia khác. Các lĩnh vực kinh doanh của Kuchen luôn trải rộng từ thiết bị nhà bếp cao cấp chuyên dụng cho đến các thiết bị bếp gia dụng, điện tử thông minh và phụ kiện tiện dụng. Đến các thiết bị bếp gia dụng, điện tử thông minh và phụ kiện tiện ích, thiết bị chăm sóc sức khỏe. Đấy. Và với các sản phẩm Kuchen thì Kuchen là thương hiệu cao cấp sản xuất các sản phẩm liên quan tới thiết bị nhà bếp như là hút mùi, lò nướng, nồi chiên, máy rửa bát, robot hút bụi, với bề dày kinh nghiệm cùng với sự va chạm nhiều năm trong thương trường. Thì Kuchen ngày càng khẳng định thế mạnh của mình qua những sản phẩm chất lượng và được người tiêu dùng cũng như là giới chuyên môn công nhận. Chính vì vậy, nếu khách hàng có băn khoăn và không biết nên lựa chọn thương hiệu nào thì Kuchen sẽ là một gợi ý hoàn hảo nhất cho chúng ta. Thì với trong các video của chúng ta thì chúng ta có thể thấy rằng là sản phẩm của Kuchen được sản xuất tại các nhà máy tiên tiến ở trên thế giới và được đảm bảo chất lượng, được chứng nhận tại quốc gia sở tại là Cộng hòa Liên bang Đức trước khi được kinh doanh buôn bán ở các thị trường ở các nước khác. Và ở thị trường Việt Nam thì Kuchen Việt Nam cũng đã được công nhận là 3 giải thưởng mà chúng ta vừa xem ở trong video. Các sản phẩm của Kuchen thì sẽ được phát triển và sản xuất dựa trên một trong những nền tảng hàng đầu, công nghệ hàng đầu thế giới. Đồng thời, sản phẩm thường xuyên được kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Kuchen cũng như là nhiều tổ chức uy tín trên thế giới. Được phát triển bằng công nghệ của châu Âu theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, các giải pháp của Kuchen mang tính vượt trội, mang tới cho khách hàng sự dễ dàng và hiệu quả. Kuchen sở hữu các trung tâm phân phối rộng khắp Việt Nam, dịch vụ giao hàng tận nơi và nhanh chóng. Kuchen cam kết trong quá trình vận hành, thời gian sẽ không xảy ra vấn đề trong quá trình sử dụng. Thời gian bảo hành từ 12 tới 36 tháng và đặc biệt là mới gần đây thì đã có những sản phẩm bảo hành lên tới 5 năm, lên tới 10 năm. Thì
Kuchen cam kết rằng các sản phẩm của mình thì sẽ phụng sự cũng như là sẽ giúp ích để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề mang của chúng ta. Và trong tương lai, Kuchen sẽ mở rộng các trung tâm bảo hành chính hãng trên khắp 63 tỉnh thành, đáp ứng vấn đề về sửa chữa bảo hành cho khách hàng nhanh chóng và thuận lợi nhất. Hiện tại thì công ty Kuchen Việt Nam sẽ có 3 trụ sở chính, đó là trụ sở chính ở có 3 trụ sở. Thì trụ sở chính là công ty trách nhiệm Kuchen Việt Nam ở tòa nhà Kuchen Building ở đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An, và một chi nhánh ở Hà Nội, đó là ở 848 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và chi nhánh ở Hồ Chí Minh là số 10 Loe, khu cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6. Và Kuchen hiện có hơn 500 cộng tác viên lắp đặt bảo hành trên cả nước và liên tục mở rộng mạng lưới này. Và đặc biệt thì hiện tại thì ở khu vực Nghệ An thì Kuchen đã có một showroom ở siêu thị Lotte Mart Nghệ An. Và sắp tới đây thì Kuchen trong năm 2023 này thì Kuchen đang phát triển và sẽ ở trong tương lai gần, tổng ở trong tháng 3 này thì sẽ có là showroom ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ phục vụ cho chúng ta có thể tới để tham quan cũng như là có thể cho khách hàng trải nghiệm các sản phẩm một tận mắt, giúp cho việc bán hàng chúng ta dễ dàng hơn. Và Kuchen hiện tại đang phục vụ với khách hàng thì sẽ qua tổng đài 1900 8071 và hotline là 0334 333 777. Thì các sản phẩm của chúng ta thì sẽ có rất nhiều sản phẩm, và Kuchen đã chia ra các nhóm sản phẩm đó như là bếp điện từ Kuchen. Thì bếp điện từ Kuchen thì sẽ được sản xuất ở rất nhiều quốc gia. Chúng ta có dòng MI 928 là bếp từ đơn thì sản xuất tại Trung Quốc, MI 272, MI 918 thì được sản xuất tại Tây Ban Nha, dòng TRI 271 là bếp 2 ngăn từ được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, dòng SAI 382 3 ngăn từ sản xuất tại Tây Ban Nha, và dòng GEI 288, GEIF 388 thì được sản xuất tại Đức. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái nhóm sản phẩm của chúng ta được lựa chọn để chúng ta có thể tư vấn được rất là rộng. Giá bán thì nó sẽ trải rộng từ bếp từ đơn là giá là 2.268.000, đến bếp từ đôi, bếp từ ba thì nó sẽ trải rộng từ giá phân khúc giá từ 11.900.000 tới 29.900.000. Phủ rất rộng cho chúng ta có thể là tư vấn được cho mọi đối tượng khách hàng và theo nhu cầu cũng như khả năng kinh tế của khách hàng. Và chúng ta cũng có nhiều lựa chọn, có 2 ngăn từ, có hồng ngoại và có 3 ngăn từ có hồng ngoại. Như vậy giúp chúng ta dễ dàng cho tư vấn cho khách hàng dễ dàng hơn. Và tiếp tới là nhóm nồi chiên không dầu. Với nồi chiên không dầu của chúng ta thì sẽ có 3 dòng nồi chiên không dầu được sản xuất tại Trung Quốc và đều đạt tiêu chuẩn về an toàn về điện và an toàn thực phẩm. Thế cho nên là rất yên tâm để chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng. Với các sản phẩm này của với các sản phẩm nồi chiên không dầu của chúng ta thì đã được khách hàng ghi nhận cũng như là chứng nhận về chất lượng. Vậy cho nên là điều mà chúng ta cần làm đây, chúng ta tìm hiểu về sản phẩm rất là kỹ và chúng ta tìm hiểu những hình ảnh cũng như là những feedback để chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng dễ dàng hơn. Với các loại sản phẩm nồi chiên của chúng ta thì sẽ được để bảo hành tới 2 năm, vậy cho nên là đây là ưu thế để chúng ta tư vấn cho khách hàng. Và robot hút bụi lau nhà của Kuchen thì chúng ta có dòng robot hút bụi có dành cho tiện ích dưới 120 mét vuông và có 2 dòng robot ở cho diện tích không giới hạn, và đặc biệt là dòng 991 của chúng ta thì có chức năng đổ rác tự động rất là tiện lợi và cũng rất là dễ dàng người ta tư vấn, vì chúng ta đang có được rất nhiều những cái lựa chọn và phân khúc giá để chúng ta có thể tùy thuộc vào đó chúng ta tư vấn cho khách hàng một cách hiệu quả hơn. Nếu như khách hàng ở diện tích sử dụng diện tích bé và không cần quá nhiều tiện ích, chúng ta có thể tư vấn dòng 2809, và hoặc là nếu như mà khách hàng muốn có sự tức là hiệu quả lau tốt hơn
và đặc biệt là sàn nhà rộng lớn thì chúng ta tư vấn trong 881 hoặc là 991 đều rất là hiệu quả của chúng ta. Và đặc biệt là robot thì hiện tại cũng đang được feedback rất là tốt từ khách hàng. Và đặc biệt là dòng nhóm 3 sản phẩm thuộc nhóm top of mind, tức là nhóm sản phẩm mà gọi là ao ước của khách hàng, mong muốn có được của khách hàng, đấy chính là bộ 3 sản phẩm là máy ép chậm, máy sữa hạt và nồi cơm điện. Với sản phẩm máy ép chậm của Kugen thì được sản xuất tại Hàn Quốc, và đặc biệt là dòng sản phẩm này thì đều được sử dụng bằng những vật liệu rất là quý, rất là tốt. Nó là nhựa UTEM, đó là nhựa chai tần, là những loại nhựa được FDA công nhận là an toàn sức khỏe. Ngoài ra thì có rất nhiều ưu thế, ưu điểm từ dòng máy ép chậm này. Ví dụ như là không sinh nhiệt, giữ được enzyme cho nước ép. Ngoài ra thì chúng ta có lưới lọc là bằng nhựa, cho nên là chúng ta rất dễ để vệ sinh, vệ sinh dễ dàng. Và đặc biệt nữa là vừa mới đây thì Kuchen vừa phát triển thêm một lưới làm kem, giúp chúng ta có thể làm được các món sinh tố smoothie cũng như làm kem dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Dòng máy sữa hạt DKS 1281 được sản xuất tại Trung Quốc là dòng máy ưu thế hiện nay. Nó có khả năng làm sữa hạt một cách tự động, và đặc biệt là nó tự động chùi rửa ngay sau khi quá trình làm sữa hạt trong. Vì cho nên là giúp chúng ta tiện ích hơn, chúng ta làm không còn phải quá vất vả để có được một ly sữa hạt nữa, mà chúng ta chỉ cần cho hạt vào, cho nước vào khay và sau đấy bấm nút, thì chỉ cần sau tầm khoảng 20 phút sau thì chúng ta đã có 1 lít 2 sữa hạt ở ngăn dưới, và máy sẽ tự động vệ sinh giúp chúng ta không có bị vất vả trong quá trình sử dụng. Ngoài ra thì trong máy này được sử dụng cối là phần nung nóng thì được nung nóng bằng hơi nước, và đặc biệt là phần nung nóng thì bằng sứ, vậy cho nên sẽ giúp cho sữa chúng ta sẽ không bị cháy khét hay vón cục, vậy cho nên là giúp cho chất lượng sữa rất là tốt, đảm bảo được lượng dinh dưỡng tối đa. Nồi cơm cao tần KUIH 6103 là một sản phẩm mới cũng như là một sản phẩm vừa mới ra mắt thị trường trong thời gian gần đây. Với sản phẩm này chúng ta thì chiếc nồi cơm này đã tạo ra một làn sóng rất là hot trong lúc ra mắt và đã được khách hàng công nhận với chiếc nấu bằng cao tần bằng sóng điện từ, vì cho nên là cơm chín rất dẻo, rất là ngon, cơm trắng và đặc biệt là giữ được trọn lượng dinh dưỡng có trong hạt gạo. Và chúng ta đến với nhóm máy lọc không khí. Máy lọc không khí Quy cũng được trải rất là rộng từ việc lọc không khí trong phòng hay là không khí ô tô. Ngoài ra thì cũng được chia rất nhiều phân khúc để chúng ta có thể lựa chọn tư vấn cho khách hàng ở theo diện tích phòng. Thì mỗi phân khúc diện tích thì sẽ có những loại máy khác nhau để phục vụ được các cái nhu cầu của khách hàng cũng như là theo từng nhu cầu của từng phòng, từng vị trí địa lý khác nhau. Và tiếp theo chúng ta chính là dòng máy giặt sấy, máy giặt thì Kuchen sắp tới sẽ cho ra mắt dòng máy giặt AutoDose, tức là dòng máy tự cân chỉnh lượng nước giặt. Điều mà chúng ta hay băn khoăn nhất đó chính là không biết được rằng là chúng ta nên cho chừng nào bột giặt, chừng chừng nào nước giặt hay chừng nào nước xả vải là đủ, và thường chúng ta sẽ cho thừa. Thì với máy giặt AutoDose của Kuchen thì sẽ giúp cho chúng ta không còn phải quá vất vả trong việc chúng ta phải cân đo đong đếm là chúng ta cần bỏ bao nhiêu, mà ở trong máy đã có load sensor, tức là cái cảm biến cân nặng, và aqua sensor tức là cảm biến nước. Cảm biến nước sẽ giúp cho máy nhận biết được rằng là máy của chúng ta đang sử dụng nước đi vào nhiệt độ bao nhiêu, độ cứng bao nhiêu, từ đó thì máy sẽ tự động tính toán kèm theo là lượng khối lượng quần áo là bao nhiêu, để từ đó thì sẽ lấy được lượng nước giặt hiệu quả để giặt sạch và đảm bảo không bị phai màu cũng như là không có dư nước giặt ở trong sợi vải, khiến cho sợi vải nó bị nhanh bị hỏng, và đặc biệt hơn nữa nó bảo vệ môi trường.
để giúp cho lượng nước giặt dư thừa không có ra ngoài môi trường, giúp bảo vệ môi trường xanh tươi hơn. Ngoài ra thì ngoài máy giặt thì Quychen còn có máy sấy lạnh theo công nghệ head pump. Thì với công nghệ head pump sẽ giúp cho mô phỏng lại cái năng lượng từ ánh sáng mặt trời, từ đó giúp cho quần áo thơm tho, sạch sẽ, đặc biệt là khả năng chống nhăn cực kỳ hiệu quả. Và tiếp theo nữa là dòng máy giặt sấy hay một thì Quychen cũng đã được trong thời gian qua đã tới tay khách hàng rất là nhiều và đã được phản hồi rất là tích cực từ khách hàng. Và với máy rửa chén của Quychen thì với máy rửa chén Quychen thì chúng ta đang có các dòng máy được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và những dòng máy này thì đang được feedback rất là tốt từ khách hàng. Và dòng máy ta là dòng máy 3 ngăn, rửa được là tầm 15 bộ bộ đồ ăn châu Âu, tức là tầm khoảng mâm 10 của Việt Nam. Vậy cho nên nó rất phù hợp với các gia đình ở trong hiện tại. Và đặc biệt với cái máy rửa chén thì hiện tại chúng ta có thể thấy là trong tương lai gần, máy rửa chén là xu thế. Nếu như cách đây 5 năm, một gia đình có một chiếc máy rửa chén thì rất là xa xỉ. Những sản phẩm đấy rất là cao cấp. Nhưng hiện tại thì Quang Minh, theo quan sát của Quang Minh thì máy rửa chén nó đã trở thành một vật dụng, nó là bình dân. Và gần như gia đình nào trong tầm khoảng 2 đến 3 năm nữa là gia đình nào cũng sẽ có được. Và với mức sống hiện đại như thế này thì máy rửa chén là thứ mà sẽ giúp cho con người ta giải phóng sức lao động, giúp cho chúng ta có được bát đũa khô ráo, thơm ngon. Và đặc biệt là với việc mà ăn bát đũa mà chúng ta rửa bằng máy rửa chén thì chúng ta sẽ không phải lo việc là bị dư lượng của chất tẩy rửa cũng như là như nấm mốc và vi khuẩn, vì ở trong máy có chức năng diệt khuẩn bằng nước nóng. Ngoài ra thì có các chất để trung hòa giúp cho loại bỏ hết lượng chất tẩy rửa dư thừa, giúp cho sức khỏe của ta sẽ tốt hơn. Và đặc biệt thì sắp tới thì Quychen sẽ cho ra dòng máy mới là 80365, chúng ta sẽ chờ đón ở trong tầm khoảng tháng 3 này. Và đến tức là chúng ta đã tìm hiểu gia dụng thì còn Quychen còn có dòng bàn chải sóng âm và tăm nước. Thì bàn chải sóng âm thì chúng ta sẽ có hai phiên bản là bàn chải cho người lớn và bàn chải cho trẻ em để phù hợp cho từng lứa tuổi. Ngoài ra thì sắp tới tầm khoảng trong tuần sau thì Quychen sẽ cho ra mắt tăm nước, là một thiết bị mà con mình nghĩ rằng là nó cũng là một thiết bị xu thế để chăm sóc sức khỏe hiện nay. Bởi vì khi chúng ta sử dụng cái tăm bình thường hay chỉ nha khoa thì sẽ giúp, sẽ gây cho việc là chúng ta bị tổn thương nướu, hoặc là sẽ gây cho răng của chúng ta sẽ ngày càng thưa và sẽ dính thức ăn nhiều hơn. Và nếu chúng ta không vệ sinh răng miệng tốt thì thức ăn dư thừa nó sẽ lên men, và từ đó nguyên nhân gây hôi miệng hay trầm trọng hơn là gây ảnh hưởng là bị sâu răng. Thế cho nên là những sản phẩm này là những sản phẩm tiện ích mà gia đình, mỗi gia đình thì đều là nên có. Và với nồi chảo Quychen thì chúng ta đã có đầy đủ rồi, là sẽ có, chúng ta hiện tại Quychen đang có một bộ nồi chảo đá núi lửa, bộ nồi chảo chống dính cam, bộ nồi inox 1,2 mm và bộ nồi chảo kim cương. Thì với những sản phẩm này thì đã tới tay khách hàng và đều là những sản phẩm cao cấp và giúp cho tiện ích nhà bếp tốt hơn. Và đặc biệt thì được feedback rất là tốt từ khách hàng. Và trong tháng 3 thì Quychen sẽ có một cuộc thi là nấu ăn cùng với bộ nồi chảo kim cương của Quychen, và từ đó chúng ta sẽ có được rất nhiều tư liệu để chúng ta có thể tư vấn khách hàng dễ dàng hơn. Và đặc biệt là có thể chúng ta mua sắm để chúng ta tham gia vào cuộc thi đấy, thì chúng ta có thể giành những giải thưởng đến từ Quychen. Và đặc biệt là trong năm tiếp theo đây thì Quychen sẽ có thêm dòng tủ lạnh side by side.
Và đây hứa hẹn sẽ là một sản phẩm rất là cao cấp, và nhưng mức giá thì không hề cao so với trong phân khúc, thì mức giá là tạm ổn để chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng. Và đặc biệt thì so với thị trường thì sản phẩm máy tủ lạnh của Kuchen thì giá nó cũng ở mức là vừa phải ở trong phân khúc này. Và khi Kuchen đồng hành với Ropi, đồng hành với quý vị thì là như thế nào? Thì Kuchen là đại diện chính hãng duy nhất tại Việt Nam mang lại những lợi thế cao nhất về chất lượng châu Âu. Kuchen hỗ trợ lắp đặt, bảo hành trên cả nước và liên tục mở các lớp đào tạo cộng tác viên lắp đặt mới. Kuchen cam kết đồng hành lâu dài cùng Ropi, bảo vệ lợi ích của đại lý cũng như là khách hàng của Ropi. Kuchen cam kết kiểm soát bán phá giá, giữ giá bán lẻ, đảm bảo lợi ích cao nhất cho nhà bán hàng. Và đó là những gì mà Kuchen muốn gửi tới cho khách hàng cũng như là các đại lý, để cho các anh chị ở đây chúng ta yên tâm hơn, để chúng ta có thể tin tưởng và kinh doanh cùng với các sản phẩm của Kuchen. Cảm ơn các anh chị là lắng nghe Quang Minh chia sẻ trong thời gian khắp slide này, và chúng ta có thể tìm hiểu Kuchen thông qua các sản phẩm của Kuchen ở trong ở trên trang web của Kuchen là kuchen.vn, hoặc là ở các sản phẩm đã được lên kệ Ropi thì đều có đầy đủ thông tin của chúng ta. Và bây giờ thì Quang Minh xin phép gửi lại mic cho MC ạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Minh về những cái chia sẻ của anh Minh về Kuchen ạ. Thì cả nhà ơi, mình có thể là gửi những cái icon, những bông hoa để thay lời cảm ơn đến anh Minh ạ. Vâng, cảm ơn là các anh chị đã tham gia, đã lắng nghe những cái lời chia sẻ của anh Minh sáng ngày hôm nay ạ. Thì mình thấy là trên kệ của Robby có quá nhiều sản phẩm gia dụng của Kuchen tiện ích đúng không ạ? Rất là mình thấy mình ngồi mình nghe mà mình say sưa cái mình quên mất nhiệm vụ luôn. Mình thấy là có rất rất là nhiều sản phẩm mà sắp tới là nghe nói là sẽ về về thêm rất là nhiều những cái sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu nữa. Thì đó là cho chúng ta có rất là nhiều cái sự lựa chọn để chúng ta kinh doanh đồng hành cùng với Kuchen. Thì không biết là trong phòng Zoom chúng ta có ai là muốn chia sẻ cái một số cái cảm nhận của mình khi mà mình sử dụng qua những cái sản phẩm của Kuchen không ạ? Hoặc là chúng ta có những cái thắc mắc hay là những cái vấn đề gì mà chúng ta muốn giao lưu hỏi đáp với Kuchen không ạ? Thì nếu mà có thì các anh chị có thể là giơ tay để mình mời lên ha. Hôm nay là cái buổi mà mình sẽ giao lưu chia sẻ với bên Kuchen, thì có cái vấn đề gì á thì các anh chị có thể là giao lưu hỏi đáp ha. Rồi mời chị hay anh ạ, Ngô Linh ạ. Ngô Linh ở Cần Thơ đúng không ạ? Rồi mình có thể mở mic lên ha. Chào chị Như, chào anh Văn Minh ha. Thì em Linh có một cái câu hỏi nhỏ như thế này nè. Em có một cái chị khách đang quan tâm tới cái máy giặt sấy á, máy giặt sấy Kuchen bên mình á. Nhưng mà chị này thì cũng có so sánh với ngoài thị trường á, là dòng của Samsung và LG thì nó có một cái khay ở bên trên để cho khách có thể giặt những cái món đồ lót, đồ nhỏ, đồ em bé. Còn Kuchen mình giặt sấy của mình á, thì lại không có chế độ đó. Vậy thì anh Minh có thể tư vấn giúp em là làm sao để mình chốt được cái khách này. Về Em sử xin hết. dụng về sản phẩm ấy thì mỗi hãng nó sẽ có một cái nghiên cứu riêng và có sẽ có những cái công nghệ riêng. Thì việc mà thực sự thì nếu như chúng ta bỏ, tức là để mà nghiên cứu để làm một cái gì đó nhỏ lẻ, thì thực sự là cái này thì Quang Minh cũng không trả lời được về cái đấy. Nhưng mà về cái sử dụng thì với các đồ nhỏ, thì ví dụ như đồ lót hay là đồ em bé, những hay bít tất,
những cái đồ nhỏ ấy thì chúng ta nên sử dụng vào trong, tức là chúng ta chỉ sử dụng cái túi giặt để chúng ta cho vào thì mức độ thì giặt nó sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì khi mà chúng ta cái nguyên tắc của máy lồng ngang để mà giặt cho sạch đó chính là sử dụng cái lực va đập của quần áo, khi sẽ có khi các vòng quay sẽ dừng lại thì đồ sẽ được nhồi để cho sạch. Thì nếu như chúng ta sử dụng các cái lồng nhỏ thì việc hiệu quả giặt sạch thì cái này thì không biết là nó có được đạt đạt được độ sạch hay không, cái này Quang Minh cũng không thể khẳng định được, nhưng mà những cái chi tiết nhỏ lẻ như vậy sẽ khiến cho sản phẩm chúng ta chắc chắn là sẽ bị cao tiền hơn, hoặc là chúng ta sẽ lãng phí đi ở một khoản nào đó, trong khi chúng ta sẽ sử dụng được các cái phương pháp mà nó dễ dàng hơn, nó rẻ tiền hơn rất là nhiều. Một cái túi giặt ở ngoài thị trường nó chỉ rơi vào tầm khoảng có 20.000, 30.000 một cái thôi, và mình sử dụng gần như là trọn đời, bởi vì thường thì các túi giặt đấy thì được sử dụng là sợi tổng hợp, vì cho nên là nó rất là bền. Vậy cho nên là cái này thì Quang Minh nghĩ rằng nó không phải là một cái ngăn cản chúng ta tư vấn cho khách hàng. Và còn với việc mà chúng ta so sánh ở các cái sản phẩm ở trên thị trường thì tất cả sản phẩm khi mà các nhà sản xuất đều muốn bán ở mức giá là hợp lý nhất. Và nếu như chúng ta nếu bị khách hàng so sánh về giá thì chúng ta hãy so sánh về chất lượng, chúng ta hãy so sánh về các tính năng. Ví dụ như máy giặt Gucci thì đều có cân nặng là trên 85 kg, cho nên nó có thể hoạt động được ở vòng vắt lên tới là 1.400 vòng trên 1 phút, và đặc biệt là ở cái vòng quay đó thì cái độ ồn nó chỉ rơi vào tầm khoảng 75 decibel, tức là chỉ ngang với tiếng mưa rơi, cho nên là nó không ảnh hưởng tới, tức là nó không ảnh hưởng tiếng ồn gây khó chịu cho người dùng, và đặc biệt là máy hoạt động êm. Thì cái này là những cái ưu điểm mà các anh chị có thể tư vấn cho khách hàng, trong khi mà ở các dòng ngoài trên thị trường thì cái vòng quay nó chỉ đạt tầm khoảng 1.200, và đặc biệt là cái độ ồn nó cực kỳ cao. Vì thứ nhất là cân nặng nó thấp thì nó sẽ có đối trọng thấp, vì cho nên là không thể có được cái độ chống ồn tuyệt đối được giống như máy giặt của Gucci được. Với máy giặt sấy Gucci thì Quang Minh khẳng định độ ồn của nó là nhỏ nhất và có thể so sánh chung với tất cả các loại máy giặt trên thị trường Việt Nam thì nó gần như là nhỏ nhất. Rồi, rồi à không biết là câu trả lời của anh Minh là đã đáp ứng được cái câu hỏi của Ngô Linh chưa? Rồi tiếp theo ha, thì nếu mà mình có thêm những cái thắc mắc gì đó thì mình có thể là tham gia vào những cái group của bên Cu Chen ha, group Zalo hoặc là Gabo Work thì các anh chị có thể là tương tác hỏi đáp trực tiếp ha. Rồi có một câu hỏi ở trên này đó là robot Kuchen có dùng được mùa nồm ẩm ở miền Bắc không ạ? À? Rồi mời anh Với Minh này. robot, nếu như mà khi mà chúng ta gặp cái thời tiết nồm ẩm thì chúng ta không nên dùng, bởi vì để lượng nước nó đi vào nhiều quá thì nó sẽ gây hỏng. Sắp tới thì Kuchen sẽ có máy hút ẩm, và đặc biệt thì trong tuần sau thì Kuchen sẽ cho ra mắt một sản phẩm là cây lau nhà thông minh, thì với sản phẩm này thì chắc chắn là sẽ rất tiện ích cho nhà nồm ẩm ở thời điểm hiện tại, bởi vì nó có khả năng là lau sàn và giặt và lau sàn rất là sạch, thế cho nên là giúp cho chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này tạm thời. Thì và hai nữa là với sản phẩm cây lau sàn này thì nó sẽ giải quyết triệt để được vấn đề về lau sàn hiệu quả hơn, và Quang Minh sẽ nói sâu hơn về cái này ở trong buổi ra mắt cái sản phẩm đấy, thì hy vọng mọi người hôm đấy sẽ lắng nghe để chúng ta hiểu hiểu rõ hơn về hiệu quả của chiếc máy lau sàn so với robot so với cả robot hút bụi. Và em xin trả lời câu hỏi Thanh Hoa.
Em xin trả lời câu hỏi của Thanh Hoa, đó là khách hàng rất mê hàng của Kuchen nhưng phí ship bên Kuchen quá cao. Thì Quang Minh xin phép trả lời thế này, tức là chúng ta phí ship nó sẽ rơi vào, đó là nó là cái tỷ lệ giữa cân nặng và kích thước hàng hóa cũng như là khoảng cách vận chuyển. Tức là nhà vận chuyển thì sẽ nhà vận chuyển thì sẽ có cách công thức tính của họ, và đặc đồ Kuchen thì sản phẩm nào cũng giá trị cao và cũng như là hàng nặng và hàng lớn. Vậy cho nên là phí ship nó sẽ, nếu như mà tính ra, nếu anh chị so sánh với cả các sản phẩm mà anh chị kinh doanh ở trên Ropi, như là ví dụ như một combo của Cell Fusion hay là của các sản phẩm khác, thì hoặc là ngay cả là của Thế Giới Lọc Nước, thì anh chị sẽ cảm giác đó là cao. Nhưng thực sự thì nó là bao gồm là bảo hiểm hàng hóa, và thứ hai là phí vận chuyển nó sẽ do nhà vận chuyển tính, không phải là Kuchen tính. Và đặc biệt thì biên lợi nhuận của anh chị ở trong khi kinh doanh sản phẩm Kuchen thì các anh chị đã được chiết khấu rất là cao rồi. Vậy cho nên là các anh chị hoàn toàn có thể hỗ trợ khách hàng phần này, bởi vì khi chúng ta đang kinh doanh mà, chúng ta không cần phải bỏ vốn, chúng ta không cần phải bỏ lưu kho. Và chúng ta chỉ cần hỗ trợ khách hàng từ ship thôi, thì em nghĩ là cái này thì chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta hỗ trợ cái này. Vậy cho nên cái này thì em nghĩ chúng ta nên tức là chúng ta có thể trao đổi với nhau về vấn đề này, về phương diện là đại lý với đại lý chắc chắn là sẽ có được cái nhìn nó khách quan hơn. Đấy. Em xin trả lời câu hỏi của chị Nguyễn Tuyết là khi sử dụng bếp từ đơn bên mình khi sử dụng tiếng ồn lớn vậy. Em xin phép trả lời rằng là với cái này thì chị gọi lên tổng đài 1908071 nhánh 2 thì các bạn sẽ hỗ trợ chị nhé. Vấn đề này thì nó thuộc về vấn đề kỹ thuật nên là Quang Minh cũng trả lời. Robot hút chị Trần Thị Thành có hỏi là robot 8881 có thể lau vết bám ở sàn hay không? Robot thì cái chức năng lớn nhất của nó là cái chức năng lớn nhất của nó là lau sàn, là hút bụi, nên là chức năng lau sàn chỉ là chức năng thứ thứ cấp sau khi máy hút bụi xong. Và những bếp vết bẩn mà bám cứng đầu ở sàn thì robot sẽ không có khả năng hút được, không khả năng lau được, mà nó chỉ lau là để loại bỏ hết lượng bụi mịn ở trong trên sàn mà thôi. Bảo hành, em sẽ trả lời câu hỏi của chị Anh Tuyết là hướng dẫn kích hoạt bảo hành thì ở trên tem bảo hành đều có cú pháp nhắn tin, hoặc là đều có cái hướng dẫn để chúng ta kích hoạt bảo hành điện tử. Chúng ta cào lớp mạ lớp bạc ở trên lớp tráng bạc ở trên tem bảo hành đấy, chúng ta lấy cái mã đấy và chúng ta làm theo hướng dẫn ở trên tem để chúng ta làm được. Có chị Mai Nương nãy giờ mình thấy là đang giơ tay đó à, thì có thể là để cho chị Mai Nương đặt câu hỏi ạ à, nhưng mà cái mic của chị Mai Nương hơi hơi rồi hơi rồ ồn À, alo, à, vâng, cảm ơn anh được chia sẻ cho mình có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là mình có mua cái bàn chải tay điện nhưng mà mình chưa biết sử dụng, nên là về các mặt kỹ thuật thì mình biết rồi, nó có cái chức năng và trượt lên trượt xuống để mà tăng giảm độ thì mình biết rồi. À, nhưng mà khi mà mình có vào điện mình đánh ấy, thì nó không tạo bỏ như mình đánh bằng bàn chải đường, và mình có cảm giác nó không chạy được như mình mong muốn. Thì thật ra là hàng IKEA mình mới vào đấy là đại lý, mình mua khá nhiều IKEA thì là cảm Chị thấy là Nương ơi, không, cái ví dụ mic của mình hơi ồn á chị. Mình có thể chỉnh mic lại, nghe không có được rõ lắm.
Rồi, em sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên là về cái bàn chải. Thì bàn chải này nó sẽ khi mà chị sử dụng ấy thì nó sẽ không có tạo bọt giống như nhiều, giống như là khi mà chúng ta đánh bằng bàn chải thông thường, vì nó sử dụng sóng âm nó sẽ tạo ra các bọt li ti để đánh. Thứ hai, có nguyên nhân mà chị cảm giác không sạch là vì chị dí sát quá, tức là mình không đè mạnh cái bàn chải vào răng mà mình chỉ cho bàn chải khẽ chạm vào răng, thì khi đó là cái đầu bàn chải nó sẽ bắt đầu đấy, bàn chải nó sẽ bắt đầu về, tức là nó sẽ bắt đầu cái đầu bàn chải ấy, thì nó sẽ cái tần số rung nó sẽ tác động lên cái, nó tạo cái bọt li ti nó tác động lên răng. Chúng ta không dí mạnh bàn chải vào răng như vậy nó sẽ triệt tiêu cái rung động, chúng ta chỉ để tức là để nó vừa chạm vào răng thôi, để cho khi Là nào có chị nghĩa cảm là nhận bị được cái độ nhẹ nhẹ rung nó cực kỳ mạnh thì như vậy thì có nghĩa nó là bị sẽ nhẹ sạch. nhẹ lên răng đúng không ạ? Đúng rồi. À rồi, ok. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì nhờ anh Quang Minh tư vấn cho mình, tại vì mình đang có khách hàng là đang phân vân mua giữa Kuchen và máy rửa bát Kuchen và Bosch. Thì mình mới vào nên là mình cũng chưa biết cách thuyết phục như thế nào. Thì nói về cái ưu nhược Với câu điểm hỏi mang này thì tới Kuchen thì em xin em có phép thể là nhờ các anh không, chị ở trong đội nhóm mình của không chị có hỗ trong trợ. sẵn, mình không Em có là vào nhân viên trong của Chen, em không được nói nhắc tới hãng nào à, khác ở trong xin cái lỗi chương trình này. cho mình ngắt lời một tí, cho mình ngắt lời tí, mình không không muốn Quang Minh là so sánh đâu, mình muốn biết thêm thông tin về những ưu điểm của Kuchen thôi, hiểu không Về ạ? cụ thể của sản phẩm thì các chị có hỏi lên room thì các bạn sẽ phân tích cho mình. Hiện tại cái thời lượng chương trình nó không có dài, em nếu em tư và em phân tích cả ba sản phẩm của Gen hiện tại thì chắc chắn sẽ phải tới 7 giờ nó mới xong ạ. Nên là mình hỏi lên đội nhóm, mình hỏi lên Zalo ấy thì các bạn sẽ trả lời cho mình ạ. Vâng, xin Về cảm phần ơn. này thì Dạ, chị Nương có thể là xem những cái buổi Zoom của cô Chen mà liên quan tới máy giặt đó chị, máy xin lỗi máy rửa chén á, thì chị có thể là tương tác trực tiếp chị hỏi ha. Tại bữa nay thì cái buổi này mình chỉ hỏi tổng quan những cái sản phẩm thôi, chứ mình không có đi sâu chi tiết vào từng sản phẩm ha. mình xin cảm ơn. Mình hết câu hỏi ạ. Rồi, rồi cảm ơn chị. Có một câu hỏi của chị Linh Trần, là có thể anh có thể nói thêm về thương hiệu Kuchen, về trụ sở ở Đức, và Kuchen thuê gia công ở các nước, vậy Kuchen sẽ đảm bảo giai đoạn nào nghiên cứu design hay lấy sẵn hàng ở các xưởng và chỉ giám định về chất lượng? Thế thì có mình cũng xin phép trả lời rằng về đầu tiên là về cái trụ sở. Về trụ sở của Chen thì Kyushu Electronics GmbH có trụ sở tại Berlin, được đăng ký thương mại với hình thức pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty được đăng ký tại tòa án quận 14057 Charlottenburg, Berlin, theo số đăng ký thương mại là HRB 230328B. Và Kuchen Việt Nam là đơn vị phân phối độc quyền mang thương hiệu sản phẩm mang thương hiệu Kuchen tại Việt Nam. Đấy, có mình sẽ gửi lên khung chat cái thông tin này cho chúng ta. Và cái trụ sở hiện tại thì Kuchen Việt Nam, trụ sở Kuchen ở Đức thì hiện tại đang ở Berlin. Và câu hỏi thứ và phần thứ hai là Kuchen thuê gia công ở các nước, vậy Kuchen đảm bảo ở giai đoạn nào về nghiên cứu design hay lấy sẵn hàng ở các xưởng và chỉ giám định chất lượng? Thì Quang Minh xin phép trả lời rằng là Kuchen sẽ lấy kiểu dáng, tức là lựa chọn kiểu dáng công nghiệp cũng như là sản phẩm, sau đó thì sẽ lấy sản phẩm để kiểm định tại nước sở tại, và sau khi có
thì sẽ cho nhà máy sản xuất hàng loạt và kinh doanh ở khắp thế giới. Cho nên là với câu hỏi này thì chắc có lẽ là qua mình trả lời như vậy thì mọi người cũng đã hiểu rõ về các sản phẩm của Chen được sản xuất như thế nào rồi, đúng không ạ? À, không biết là có anh chị nào có câu hỏi nào mà liên quan tới về cái định hướng phát triển của Kuchen à? Để mà mình biết được là mình thấy là Kuchen có là một cái sự lựa chọn để mình an tâm, mình hợp tác, mình kinh doanh trong cái thời gian tới mà. Tại vì cái buổi này là chúng ta chỉ là tổng quát về những cái sản phẩm của Kuchen thôi, chứ chúng ta không có đi quá sâu vào cái kỹ thuật của từng dòng sản phẩm ha. Tại vì mỗi sản phẩm thì cũng đã có những cái buổi zoom, là cũng giống như là cũng đã có quay video lại rồi, thì các anh chị có thể là lên YouTube hoặc là vào các group thì chúng ta có thể là tìm xem lại ha. Khách em hỏi khi nào tủ lạnh ra mắt ạ? Tủ lạnh thì sẽ ra mắt vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5. Rồi, sắp tới là chúng ta sẽ có tủ lạnh ha cả nhà. Em thấy có chị Ngọc Anh đang giơ Giơ tay ạ. tay à, chị Ngọc Anh có thể mở mic lên mình hỏi đáp ha. Vâng, trước tiên là em chào anh Quang Minh và chào tất cả các anh chị tham gia phòng Zoom 6 hôm nay ạ. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, một ngày mới tốt lành. Thì thực sự là riêng với nói về Kuchen là em cũng em vào Dropy cũng được 2 năm rồi. Nhưng mà mới bắt đầu với cái sản phẩm Kuchen là em đã bán được 2 cái nồi chiên, một cái 6,9 triệu, một cái 5,4 triệu. Khi mà nặng nồi thì thực sự là cái nồi mình quá tuyệt vời, và em cũng chịu khó là đem chở những cái nồi đó để tới những khách mà họ có nhu cầu, họ mua, họ đang có mong muốn và nhu cầu để mà người ta xem sao cái nồi và họ rất là thích. Nhưng mà và đặc biệt là tuyệt vời một cái nữa, khi mà Kuchen bảo hành rất là tốt luôn. Khi mà vừa rồi á, bữa hôm ngay trước Tết thì cận Tết thì có một cái nồi nó cũng có mà gặp trục trặc một tí xíu, nhưng mà qua Tết thì khi mà gỡ vào Kuchen bảo hành và đổi mới hoàn toàn cho khách, và khách rất là hài lòng về cái khoản mà chăm sóc khách hàng và cũng như là đổi đổi hàng khi mà hàng bị lỗi, và cảm ơn Kuchen rất là nhiều. Khi mà em có muốn có một cái nếu mà em có một hai câu hỏi, thứ nhất á là khi mà những cái em cũng biết là về vấn đề mà lắp ráp á, thì về cái đa phần là về Trung Quốc là lắp ráp là nhiều, và cái phụ kiện của mình là ở nhập khẩu. Nhưng mà khách khách hay thắc mắc một cái là khi mà tư vấn á, thì em vẫn tư vấn những sản phẩm cho khách là hàng của Đức. Nhưng mà cái vấn đề mà thắc mắc ở ở cái Trung Quốc á, thì em xin chỗ anh Minh mình có thể là giải thích cái nào nói nó để cho mà khách họ có thể là thuyết phục được khách về cái vấn đề lắp ráp không anh à? Thì thực ra nếu như mà kể về lắp ráp về về cái sản xuất thì Apple họ không sản xuất ra iPhone. Apple chỉ là một hãng sản xuất cái phần mềm iOS thôi. Còn chiếc máy iPhone chúng ta đang sử dụng ấy thì màn hình được sản xuất tại màn hình được sản xuất bởi LG hoặc là Samsung. Pin sản xuất bởi Sugoda và Pixel. Con chip thì được hãng Intel sản xuất, rồi các phụ kiện khác được hãng Foxconn sản xuất. Nên là chiếc điện thoại mà chúng ta đang nói là của hãng Apple ấy thì nó được sản xuất tại Trung Quốc, và iPhone tức là Apple không hề hề sản xuất ra chiếc iPhone đấy, mà là Apple đang mua lại các linh kiện khác để mà lắp ráp thành sản phẩm của Apple là chiếc điện thoại iPhone. Và cụ thể là chiếc iMac hay là chiếc MacBook hay là các thứ đều vậy. Và về thương hiệu thì nó bình thường. Một chiếc TV Sony, Sony là hàng Nhật đúng không ạ? Chúng ta biết Sony là thương hiệu Nhật.
Nhưng chiếc màn hình tấm panel của nó được sản xuất tại Trung Quốc. Chiếc đốc sạc của nó được sản xuất tại Indonesia. Rất 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 nhiều các thương hiệu khác ở trên thế giới này được sản xuất tại rất nhiều nơi. Mỗi thứ đều sản xuất ở nhiều nơi. Cho nên là nên là cái mà việc mà xuất xứ hàng hóa thì nó không phải vấn đề. Vấn đề là nó được sản xuất theo tiêu chuẩn nào. Vì hiện tại thì ở chỗ nào có được cái nguồn, có được cái nguồn nguyên liệu, có nguồn lao động và đặc biệt là có hệ sinh thái để mà sản xuất. Ví dụ như nếu như chiếc iPhone sẽ sản xuất tại hai nơi là Ấn Độ và Trung Quốc. Vì hai nơi đó là hai nơi mà có hệ sinh thái. Vì nhà máy màn hình của Samsung, màn hình của LG đặt ở tại đấy. Rồi nhà máy sản xuất chip của Intel là tại đấy. Nhà máy sản xuất phụ kiện của Foxconn là tại đấy. Thì họ sẽ lắp ráp tại chỗ đó để cho nó thứ nhất là nhân công của nó rẻ. Thứ hai là cái phí vận chuyển. Nếu như mà vận chuyển một con chip từ Hàn Quốc từ Trung Quốc qua Mỹ lắp ráp, sau đó lại chuyển cái máy đó đi khắp thế giới thì nó rất là đắt. Chi phí vận chuyển nó rất là cao. Đấy, cho nên là cái này thì chúng ta có thể sử dụng được kiến thức này để chúng ta tư vấn khách hàng về điều đó. Và ở trên các sản phẩm mà chúng ta sản xuất thì nó vô vàn. Quang Minh từng đi sang Barcelona mua một cái áo thi đấu của đội tuyển Barcelona. Nhưng bất ngờ khi mà lật cái tem lên thì anh chị biết sao không ạ? Made in Việt Nam. Một áo thi đấu của Nike. Đấy, và khi lật cái tem lên, cái tag của quần áo, cái áo lên đấy thì nó được Made in Việt Nam. Tức một người Việt Nam qua tận Tây Ban Nha mua một cái áo Made in Việt Nam. Đó đó là điều rất là bình thường vì nơi sản xuất là cái nơi chỉ là ở đó họ có được hội tụ được những cái rẻ nhất để sản phẩm sản xuất ra, chi phí nó thấp nhất để bán cho khách hàng, giá nó thấp nhất. Dạ vâng. À, em cảm ơn câu hỏi đầu tiên và em còn một câu hỏi nữa. Đó là cái nồi chiên vừa rồi của em là Q1128 anh. Thì em thấy là rang khi mà rang lăn lọt là rang đậu phụng đó, nó có quay, nhưng mà khi mà nó không quay thì nhưng mà đậu nó vẫn chín nhưng mà nó không đều, thì cái nó là do lỗi kỹ thuật hay là như thế nào anh? Tức là mình có bấm vào chế độ quay của nó không ạ? Cho em muốn sử dụng chưa là rồi, để có gì em sẽ cái vấn đề này em sẽ gác Vâng, cho nó có cái phím, chị chú ý cái phím mà có hình ba mũi tên xoay xoay ở cạnh nút nguồn ấy. yeah. Nó ở bên phải nút nguồn luôn ấy. Thì nếu em đèn đấy nhấp nháy thì cái lồng trong mới quay. Không phải là chế độ nào cái lồng cũng quay. rồi em Vâng. hiểu rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Và em thật mà ban đầu mà khi mà em nhận những cái nồi chiên về á, cái giá ship của mình là 200 mấy thì cũng khó câu, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì nó không hề câu nha cả nhà, bởi vì bên Cô Trang của mình nó có bảo hành về cái mà giao hàng vận chuyển, nếu có hàng mình có mốt méo có đổ vỡ hay là như thế nào đó thì mình có mua bảo hiểm hết rồi, thì lúc đó mình sẽ quay đầu hàng và không và và Cô Trang sẽ đổ mới cho mình và bên bảo hiểm họ họ sẽ chịu cái vấn đề đó. Cho nên con nghĩ là cái vấn đề mà nhận hàng về phí ship bên Cô Trang, bởi vì là có bảo hiểm cho nên là cái phí ship nó như vậy, thì con nghĩ là hoàn toàn là hợp lý và tuyệt vời chứ không có quá câu đâu. Như hồi nãy anh cũng có nói là mình có thể là hỗ trợ về tiền ship cho khách cũng được, bởi vì là khi mà mình bán một cái dòng cu chen thì cái chiếc kháo của mình nó cũng khá là tuyệt vời đấy, cho nên là mình có thể hỗ trợ cái đó, vừa làm cho khách vui lòng mà mình có vừa có những đơn hàng tuyệt vời tiếp theo nữa, phục vụ khách tốt hơn thì sẽ có được sự giới thiệu của khách, yêu thương của khách. Và cảm ơn anh rất là nhiều và chúc mọi người một ngày mới bảo đơn cùng với cu chen nhé. Bye bye mọi người. Yeah, cảm ơn chị Ngọc Oanh. Thì như biết là trong phòng Zoom chúng ta còn rất rất là nhiều cái thắc mắc
liên quan tới những cái sản phẩm của gia dụng của Chen. Nhưng mà vì thời lượng Zoom có hạn á, cho nên là nếu mà các anh chị còn thắc mắc gì đó thì mình có thể là tham gia vào các group Zalo hay là Gabo của cô Chen để mình được hỏi đáp trực tiếp với bên phía BDB của Chen ha cả nhà. Thì rất là vui và được hôm nay thì được giao lưu với anh Quang Minh bên của Chen và được giải đáp được những cái thắc mắc cũng như là mình có thêm được cái niềm tin để mà mình đồng hành cùng với cô Chen trong thời gian tới. Thì chúng ta đã biết được những cái sản phẩm của cô Chen là đều là những cái sản phẩm mà cao cấp và nó đạt cái tiêu chuẩn của châu Âu ha cả nhà. Thì mặc dù là chúng ta thấy là cái giá thành nó có thể là nó cao hơn một xíu, nhưng mà đổi lại là chúng ta được những cái sản phẩm nó chất lượng và an toàn, đúng không ạ? Bên cạnh đó là chúng ta có cái dịch vụ chăm sóc sau bán hàng rất là tuyệt vời, rất là tốt ạ. Khi mà có vấn đề, bất kỳ vấn đề gì thắc mắc thì chúng ta liên hệ đến số hotline của Kuchen thì đều được giải đáp thắc mắc và được có được nhân viên chăm sóc tận tình. Cho nên là chúng ta rất là yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm ha. Chúng ta bán kinh doanh những cái sản phẩm giá trị cao thì chúng ta nên là chúng ta đề cập nhiều hơn về cái tính năng cũng như là chất lượng của sản phẩm hơn là chúng ta so sánh về giá ha. Nếu mà chạy theo về giá thì chắc là chúng ta không chạy theo nổi, thì chúng ta sẽ đề cao về cái chất lượng của sản phẩm ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã hợp tác đã phối hợp và tương tác trong cái buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Thì cũng chúc các anh chị có một cái buổi sáng thứ bảy ngày cuối tuần thật là vui và hạnh phúc, và cũng như là sẽ có thêm thật nhiều đơn hàng từ cái lai hàng của Kuchen ha cả nhà. Rồi thì cả nhà mình có thể là bật mic để mình chào nhau và chúc nhau một buổi sáng tốt lành ha cả nhà. Rồi vậy mình có thể là mình sẽ kết thúc Zoom ở đây ha cả nhà. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Chúc mọi người ngày mới năng lượng bảo đơn nha. Các anh chị ta nhớ cái chương trình đi Thái Lan của chúng ta, mọi người mua 6 mét để tặng một chuyến du lịch đó, thì tất cả anh chị chúng ta nhớ chúng ta lên mục tiêu bắt đầu mình đang tỏ. Hiện tại là có ba anh chị chúng ta, là một anh chị đã được hoàn thành 1/2 chương trình rồi. Và hai anh chị chúng ta đã 1/3 của đoạn đường rồi, mà chỉ mới có 3 ngày thôi. Đó thì các anh chị chúng ta cố gắng lên nha. Rồi, em xin cảm ơn ekip chương trình buổi sáng ngày hôm nay ạ. À.